yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của Bầm. Các bạn thấy không? Chào nhá, mình là cũng xin giới thiệu, mình tên là Lâm. Kênh 2 của Chim Cu Gáy Hay. Chim Cu Hay bắt đầu chuẩn bị tới đây là phát triển kênh 2 của Chim Cu Gáy Hay. Các bạn truy cập vào trang web thì biết rồi. Mình một con này mình nuôi thuần từ bé. Mình đang nuôi hỗ trợ cho kênh Chim Cu Gáy Hay để phát triển thêm. Định mở rộng vừa rồi thì mình có một em này. Cái hay được, hôm nay lên sóng cho các bạn xem. Em này nuôi từ bé, thuần nhá. Đẹp, trông hay. Chim này được 4 tháng thôi nhá. Cổ chu, màu mã được. Mình đang gột con này để lên làm chim khách đấy. Tôi dỗi mình hay chơi nó, hay lắm. Sợ. Nghe thật cái đòn. Cảm ơn. Mình là được cái sở trường thích yêu chim. Ngon chưa? Đấy, tí mình làm clip này chia sẻ mình ở nhà hay chơi. Hôm nay mưa gió, trời mưa lắm. Nhà mình đơn giản đấy. Đấy, người chơi vui. Ủa đêm này lên là 4 tháng rồi, tầm 2 tháng nữa lên khách nhá. Đấy. Số lượng, số điện thoại của mình là 0336374526. Kênh 2 của Chim Cu Gáy Hay. Ai xem clip này chia sẻ cho mình nhá, ủng hộ kênh. Ok, chào tạm biệt. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của Bầm.